Chỉ còn khoảng một tuần nữa, tàu metro Nhổn Ga Hà Nội sẽ chính thức bước vào giai đoạn chạy thương mại có thu phí. Những ngày này, lượng khách đi tàu trải nghiệm đã giảm so với những ngày đầu tiên. Thay vào đó, đối tượng khách hàng tiềm năng là học sinh, sinh viên, người đi làm đã có dấu hiệu tăng lên. Đây là quy luật vốn có của các tuyến đường sắt đô thị trong thời gian đầu đi vào vận hành thương mại. Hiện việc kết nối giữa tàu metro Nhổn Ga Hà Nội và các phương tiện công cộng khác cũng đã hoàn thiện. Dọc tuyến metro có 36 tuyến buýt đang hoạt động. Tại ga 8 Cầu Giấy cũng đã được bố trí 2 trạm xe đạp công cộng ngay chân nhà ga, giúp hành khách có thêm lựa chọn để di chuyển giữa hai tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội và Cát Linh Hà Đông. Tuy nhiên, bãi trông giữ xe hiện mới chỉ có tại ga S1 Nhổn, chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Đi tàu thì rất là nhanh, nó tiết kiệm được thời gian và bọn em không phải chịu khói bụi hoặc là kiểu phải chờ lâu hoặc tắc đường các thứ. Thì em thấy trải nghiệm đi tàu sẽ trải nghiệm tốt nếu như mà mình có thể phát triển được hệ thống tàu của Việt Nam nhiều hơn, tiện lợi hơn đến mọi người, thì em nghĩ là dần dần hệ thống giao thông thông minh, hệ thống giao thông xanh sẽ phát triển Việt Nam và giải quyết được bài toán ùn tắc giao thông. Thế nhưng mà sự liên kết giữa các phương tiện giao thông công cộng được gắn kết hơn thì em nghĩ là kết hợp giữa tàu và xe buýt hoặc là các cái xe đạp công cộng thì đấy là một sự lựa chọn tối ưu cho để hỗ trợ cho ga tàu có thể hoạt động hiệu quả hơn. Thì có những người ta ở trong xóm hoặc là người ta ở trong những con đường nhỏ, người ta đi ra mà có một cái bãi gửi xe máy hoặc xe đạp thì nó sẽ rất là thuận tiện cho. Sau 9 ngày vận hành, đường sắt trên cao đoạn Nhổn Ga Hà Nội đã ghi nhận lượng khách kỷ lục với hơn 400.000 lượt. Đây là một con số khá ấn tượng, có thời điểm vượt xa lượng khách tàu metro Nhổn Cát Linh Hà Đông. Với giá vé rẻ, dễ kết nối và hiệu quả trong việc giảm tải ùn tắc, tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội đang được kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện công cộng được người dân ưu tiên sử dụng.